Rồi, xin chào tất cả mọi người nghe. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Dung Nguyễn. Hôm nay là bánh ngon và bánh ít chằn. Nhưng vừa mà bánh ít chằn này em làm bằng bột năng nha cả nhà. Đó, bột năng em lấy trùng cho nó chín rồi em bắt cái bánh nó lại. Đây, em quay cho cả nhà xem nha. Đó. Cái này nè, cái xửng em đang bắt nước lên. Và bên đây đó là phần đồ ăn mặn của ba em, đó là có hoa thiên lý và thịt trâu. Thịt trâu em xào với hoa thiên lý, thì bây giờ em đang xào thịt trâu đây. Thịt trâu này mình xào rồi hồi mình rót nó lên dĩa cả nhà. Dĩa thịt trâu và hoa thiên lý. Rồi